Xin chia buồn cùng bà con Cali, Phú Thọ, Bô Sa Lý Đô Sài Gòn. Năm nay Tết hoàn toàn thất thủ. 27 Tết lúc 9 giờ tối, khu mua sắm Lý Đô Sài Gòn vừa Phú Thọ hoàn toàn, chợ qua Phú Thọ hoàn toàn không có một bóng người. À, bà con coi, xin chia buồn cùng bà con Cali. Chúc bà con năm mới làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn. À, đây là trước Phú Lộc Thọ, chạy qua Tết Phú Lộc Thọ lúc 9 giờ tối giờ Cali. À, bà con coi hoàn toàn hình như là không có một bóng người, chỉ có một hai người thôi. Xin chia buồn cùng bà con California. Năm nay Tết thua, bị một cơn bão đánh rất nặng, một tuần lại cho tới mùng 2 Tết. Bữa nay mới 27 Tết thôi, mưa te tua. À, bà con coi đường phố không thấy một bóng người đi. Bây giờ là 27 Tết, đúng 9 giờ tối. Chúc bà con năm mới gặp nhiều may mắn. Đây là trước khu phố Lộc Thọ, Cali. À, bà con nhìn, trời mưa bị cơn bão đánh rất là nặng, mưa đánh rất là to, là thấy không có một bóng người hoàn toàn. Phú Lộc Thọ là thất thủ. À, mưa rất là nặng nha bà con, mưa rất là to. À, mình nhìn vòng vòng xung quanh thấy không có một bóng người đi. 29 Tết nha bà con, 27 Tết nha bà con. Lúc khoảng bây giờ là 9 giờ về, 9 giờ tối là giờ cao điểm đó. Nhưng mà Phú Lộc Thọ Cali là hoàn toàn thất thủ, nhìn là không có một bóng người, là thua. Năm nay chạy qua Phú Lộc Thọ là hoàn toàn thua. Bà con nhìn là góc đường là không có một bóng người đi. À, nhà hàng người ta vẫn còn mở cửa bà con, tất cả tiệm tùng người ta vẫn còn mở cửa. Nhưng mà năm nay Phú Lộc Thọ là thua, hoàn toàn thua. À, xin chia sẻ cho bà con biết, toàn thế giới biết. Chạy qua Phú Lộc Thọ là năm nay là hoàn toàn thua, bị cơn bão đánh rất nặng cho tới mùng 2 Tết. Rồi, chúc bà con Happy New Year nha. Nhớ ủng hộ em nha. Phố Cali Bonsa TV số 9 nha. Thank you. Nè, em chỉ chia sẻ thôi nghe bà con không đánh khoái gì nghe bà con. Sự thật là sự thật nha bà con. Nhìn là đường Bonsa là không có một bóng người nha bà con. 27 Tết, 9 giờ. Đây là trước trung tâm mua sắm lớn nhất ở Cali, là quận Cam, là hình như là người Việt sống nhiều nhất thế giới. 29 Tết, ở này mới 27 Tết à, lúc 9 giờ tối, hoàn toàn thất thủ. À, trước khu trung tâm mua sắm của người Việt ở California, Bosa, giống như là chợ Bến Thành Việt Nam á. Rồi, thôi bye bye bà con nghe, chúc bà con làm ăn phát tài nghe. Thì dân như nước nha.